Xin chào các bạn, chúng ta đang quay trở lại với Gặp Nhau Cuối Ngày để cùng tổng hợp những tin tức nổi bật và đáng chú ý nhất. Và ngay bây giờ thì hãy cùng xem trong ngày hôm nay 20 tháng 8, Gặp Nhau Cuối Ngày sẽ mang đến cho các bạn những tin tức nổi bật nào nhé. Tin tức đầu tiên có trong ngày hôm nay, vào tối khuya ngày 19 tháng 8 rạng sáng ngày 20, các thành viên của Running Man Việt Nam đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để chuẩn bị đến Hàn Quốc, ghi hình theo như đúng kế hoạch. Tuy nhiên, sự vắng mặt của Jack trong đội hình mới là điều mà cư dân mạng đáng chú ý. 7 ngôi sao xuất hiện đầu tiên đó là Ninh Dương Lan Ngọc, Thúy Ngân, Liên Bình Phát, Jun Phạm, Ngô Kiến Huy, Trường Giang và Carrick. Hai thành viên còn lại khiến cho cảnh săn ảnh chờ mỏi mắt đó là Jack và Trương Thế Vinh. Nhưng Trương Thế Vinh cuối cùng cũng đã xuất hiện. Trước giờ bay thì dàn cast này không quên chụp ảnh kỷ niệm trong trang phục bảo hộ và đáng nói là chỉ có 8 thành viên. Được biết thì trong thời gian vừa qua, Jack đã vướng phải lùm xùm tình ái chấn động showbiz và theo đó nhiều cô gái trẻ đã lên tiếng phanh phui nam ca sĩ lăng nhăng yêu mình trong khi lại đang yêu vài người khác. Ồn ào tình cảm này thì đã khiến cho giọng ca sinh năm 1997 bị nhiều khán giả quay lưng lên án và kêu gọi tẩy chay. Trước sự công kích từ phía cư dân mạng thì nhà sản xuất của Running Man vẫn chưa có thông báo chính thức về việc Jack ra đi hay ở lại. Tuy nhiên thì việc Jack vắng bóng trong bức ảnh này thì khiến cho dân mạng thêm phần xôn xao và bàn tán hơn. Đa số thì đều cho rằng Jack đã rời khỏi chương trình và giờ chỉ còn chờ xác nhận chính thức từ phía nhà sản xuất mà thôi. Bên cạnh đó thì trang phục của Ninh Dương Lan Ngọc mặc khi ra sân bay cũng là một chủ đề nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Một số cư dân mạng cho rằng nữ diễn viên đã diện đồ ngủ ra sân bay và kém sang trọng, gây mất thể diện cho nghệ sĩ Việt nếu như bị giới truyền thông nước bạn chụp được. Tuy nhiên thì cũng có nhiều khán giả bênh vực vì khi đó đã là tối muộn rồi, có lẽ Lan Ngọc chỉ muốn mặc quần áo sao cho thoải mái vì sau đó thì họ còn phải mặc đồ bảo hộ trước khi lên máy bay nữa. Trước những tranh cãi từ phía cư dân mạng thì Ninh Dương Lan Ngọc đã đăng tải một dòng story ca khịa Thúy Ngân khi viết rằng thoải mái lắm đó lưu lưu Thúy Ngân. Tuy lời nói có ý nghĩa trêu chọc Thúy Ngân nhưng khán giả lại cho rằng Lan Ngọc đang lên tiếng trước tranh cãi cô diện đồ ngủ ra sân bay. Người hâm mộ thì cũng hiểu được rằng nữ diễn viên đang muốn bộc bạch, cô cảm thấy vô cùng thoải mái khi diện loại trang phục này. Tin tức tiếp theo có trong ngày hôm nay, mới đây thì nền tảng OnlyFans đã đưa ra thông báo, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10, mạng xã hội này sẽ ngăn chặn toàn bộ các nội dung nhạy cảm do gặp khó khăn trong việc thu hút các nhà đầu tư. Được biết thì OnlyFans là một nền tảng mạng xã hội giống như là Instagram và nhiều mạng xã hội phổ biến khác, nơi mà người dùng có thể dễ dàng chia sẻ hình ảnh và video của bản thân, cũng như là tương tác với những người xung quanh bằng các tính năng bình luận, nhắn tin và livestream. Mạng xã hội này đến từ Anh Quốc và nổi tiếng với việc là trả tiền cho những nội dung độc quyền và cá nhân, đặc biệt là những nội dung liên quan đến 18+. Trong thông cáo mới nhất thì công ty này cho biết sẽ bắt đầu chặn người dùng đăng tải nội dung nhạy cảm theo yêu cầu của các đối tác và dịch vụ thanh toán. OnlyFans cho biết họ sẽ chấp nhận những hình ảnh khỏa thân, tuân thủ theo các nguyên tắc của họ. Tuy vậy thì hiện tại OnlyFans vẫn chưa cập nhật cụ thể về những điều khoản này. Nguyên nhân dẫn đến sự việc thay đổi này của OnlyFans đã được cho là đến từ khó khăn trong việc thu hút các nhà đầu tư. Mặc dù OnlyFans có đến khoảng 130 triệu người dùng đang trả phí hàng tháng, tuy nhiên các nội dung nhạy cảm trên nền tảng này thì không được các nhà đầu tư chấp nhận và thậm chí còn mang tới nhiều tai tiếng cho OnlyFans nữa. Được biết, cách đây vài ngày, OnlyFans đã khởi động một nền tảng mới được mang tên là OFTV, chỉ bao gồm các nội dung lành mạnh như ẩm thực, hài kịch và âm nhạc. Mới đây, sau khi phát hiện ra vật thể nghi là UFO của người ngoài hành tinh trong vlog khám phá Area 51, vùng cấm 51, Khoa Bắc đã cho biết đã gửi đoạn phim này cho NASA và đang tìm cách ghi danh vào sách kỷ lục Guinness. Được biết thì trong những ngày vừa qua, thông tin phát hiện vật thể nghi là UFO của người ngoài hành tinh trong vlog khám phá Area 51 của Khoa Bắc đang là tâm điểm chú ý của cư dân mạng. Nhiều phân cảnh trong vlog này thì có sự xuất hiện của vật thể bay nhanh sượt qua không trung. Một số người thì nhận định đó chỉ là một con ruồi hoặc là một loại côn trùng có cánh nào đó, nhưng cũng có không ít người cho rằng đó là UFO bởi Khoa Bắc đang ở trong Area 51, nơi được xem là tuyệt mật nhất ở nước Mỹ và trên thế giới nói chung, được quản lý bởi quân đội Hoa Kỳ. Một ngày sau khi đăng tải vlog gây bão mạng xã hội này thì Khoa Bắc đã chính thức lên tiếng về vấn đề UFO trong clip của mình. Ban đầu thì nam vlogger gốc Nha Trang này đã chia sẻ rằng tôi thấy khá nhiều bạn bình luận là nhìn thấy UFO trong đoạn video trên YouTube. Không ngờ cũng có một ngày tôi gặp được người ngoài hành tinh luôn. Tiếc quá không thấy bằng mắt thường lúc đó được. Về đăng video lên thì các bạn mới bình luận, mới lục lại để xem video thì đúng là có đĩa bay thật. Sau đó thì Khoa Bắc đã đăng tải một status khiến cho cư dân mạng sửng sốt khi mà thông báo rằng anh đã
đã gửi đoạn clip này cho NASA và đang tìm cách liên hệ với sách kỷ lục Guinness. Mục tiêu của anh chàng này là được ghi danh vào sách kỷ lục Guinness với tư cách là người Việt Nam đầu tiên quay được UFO. Dưới phần bình luận thì người theo dõi nam YouTuber này đều lấy làm bất ngờ với quyết định này của Khoa Park. Tuy nhiên thì đa số mọi người đều cho rằng anh chàng chỉ đang đùa vui với mọi người mà thôi. Tin tức tiếp theo có trong ngày hôm nay, sau khi thông tin đã kết hôn và có con 2 tuổi thì mới đây mạng xã hội lại tiếp tục được một fan sốc nặng trước thông tin Ngô Diệc Phàm từng thuê người đẻ hộ ở California, nước Mỹ. Nguồn tin này đã cho hay nếu như thông tin nam ca sĩ này có con riêng là sự thật thì căn cứ theo tuổi, con trai của Ngô Diệc Phàm được mang thai vào khoảng năm 2018-2019. Đáng chú ý là vào năm 2019 này, sao nam này thường xuyên đi công tác nước ngoài. Chính vì vậy, nhiều người cho rằng anh đã sử dụng biện pháp mang thai hộ và địa điểm được nhắc đến là California tại nước Mỹ. Nguồn tin này cũng cho biết thêm rằng việc mang thai hộ tại Mỹ là hoàn toàn hợp pháp. Tuy nhiên, đây chỉ là thông tin chưa xác thực, chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội thôi. Và nếu như đây là sự thật, Ngô Diệc Phàm sẽ trở thành trịnh sản thứ hai của làng giải trí Hoa ngữ. Trong một diễn biến khác thì netizen xứ Trung đã tìm ra nhân vật được cho là vị hôn thê của Ngô Diệc Phàm, xuất thân con nhà giàu và được chính tay mẹ anh tuyển chọn. Cô nàng hot girl này thì có tên là Joanna, tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa và có bằng thạc sĩ tại Học viện Quang Hoa, Đại học Bắc Kinh. Cặp đôi vướng vào tin đồn hẹn hò vào năm 2019 và lộ bằng chứng là đi trượt tuyết với nhau tại Mỹ. Tin tức cuối cùng có trong ngày hôm nay sẽ là những thông tin liên quan đến tình hình dịch Covid-19 ở nước ta trong ngày hôm nay 20 tháng 8. Theo đó, vào chiều ngày hôm nay 20 tháng 8, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã cho biết, Thường trực Thành ủy đồng ý tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội từ 6 giờ ngày 6 tháng 9 trên phạm vi toàn thành phố để phòng chống dịch Covid-19. Được biết thì sau gần 4 tuần giãn cách, diễn biến dịch tại thủ đô có chuyển biến tích cực hơn, song số ca mắc hiện tại vẫn đang ở mức cao, từ 50 cho đến 60 ca một ngày. Nhiều chuyên gia nhận định việc kéo dài thời gian giãn cách xã hội là giải pháp tốt nhất cho Hà Nội lúc này. Giãn cách giúp cho thành phố có thể tìm và cách ly nốt các F0 còn lại khi mà dịch bệnh đã ngấm sâu trong cộng đồng rồi. Bên cạnh đó thì việc giãn cách cũng giúp cho Hà Nội tránh được nguy cơ dịch bùng phát vào đợt nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 này. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, trong cuộc họp trực tuyến giữa Thường trực Chính phủ với thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An về công tác phòng chống dịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề nghị thực hiện phong tỏa nghiêm ngặt ổ dịch để kiểm soát dịch bệnh và yêu cầu người dân tuyệt đối ai ở đâu thì ở đó, người cách ly với người, nhà cách ly với nhà, tổ dân phố cách ly với tổ dân phố, xã cách ly với xã trong thời gian ít nhất là 2 tuần tới. Thủ tướng cũng yêu cầu khi đã phong tỏa rồi thì phải làm được những việc như sau: không để người dân nào bị đói, thiếu ăn, thiếu mặc, đáp ứng những nhu cầu y tế thiết yếu của mọi người, ở mọi lúc, mọi nơi, đảm bảo an ninh trật tự, an sinh xã hội, chia sẻ, động viên, kêu gọi và hướng dẫn người dân phải chấp hành nghiêm. Đây là quyền lợi, nghĩa vụ và cũng là trách nhiệm của công dân vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. Và cũng tại cuộc họp này thì Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang đã cho biết quân đội sẵn sàng triển khai lực lượng theo chỉ đạo của Thủ tướng và yêu cầu của thành phố Hồ Chí Minh cùng với các tỉnh. Trong đó thì có lực lượng y bác sĩ điều trị tham gia vận chuyển, cung ứng hàng hóa tới người dân. Bộ Quốc phòng sẽ phối hợp cùng với các bộ ngành để làm việc trực tiếp và cụ thể với từng địa phương để tính toán phương án chi tiết cung ứng hàng hóa cho nhân dân tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, cố gắng cao nhất để đáp ứng các yêu cầu trong thực tiễn. Bên cạnh đó thì Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn cũng khẳng định rằng Bộ đã sẵn sàng huy động lực lượng cao nhất cho các tỉnh phía Nam để tham gia bảo vệ an ninh an toàn và an dân, có thể chi viện cả lực lượng y tế nếu như cần thiết. Trong buổi gặp mặt các doanh nghiệp, Hiệp hội FDI với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh vào sáng ngày hôm nay 20 tháng 8, bà Hồ Thị Thu Huyên là giám đốc đối ngoại của Intel Việt Nam đã cho biết, trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh đang phải thực hiện giãn cách xã hội ở mức độ siết chặt ngày càng tăng để phòng và chống dịch Covid-19 như thế này, hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trong đó thì có khối FDI bị đình trệ, công nhân cũng gặp nhiều khó khăn. Intel cũng mong rằng sau ngày 15 tháng 9 này, thành phố Hồ Chí Minh sẽ dừng giãn cách khi mà tình hình sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp cũng đang bị ảnh hưởng rất lớn. Theo bà Uyên thì sau 30 năm Việt Nam thành công thu hút nhiều vốn FDI, mùa dịch này thì đã khiến cho lãnh đạo của Intel lo lắng lớn khi mà dòng vốn ngoại có thể sẽ rời đi nếu như giãn cách kéo dài. Các bạn thân mến, chúng ta đã cùng nhau tổng hợp lại những tin tức nổi bật và đáng chú ý nhất có trong Gặp Nhau Cuối Ngày ngày hôm nay 20 tháng 8. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào, chúc các bạn ngủ ngon và nhớ giữ gìn sức khỏe của mình nhé.